Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của KNFit Củ Chi. Hôm nay mình nhận được cái con Dell Watchdog 14 nha các bạn. Mã men là Vegas Touric SKL KBL 15341-1 nha các bạn. Hiện trạng của con này là mình cắm nguồn nha các bạn. Thì đèn xanh sáng lên nha các bạn, led nguồn sáng. Dòng ăn lên khoảng 0.10 mấy xong đó tắt nha các bạn. Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ cho các bạn xem cái hiện tượng của cái men này nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành cắm nguồn. Rồi, các bạn thấy là sáng đèn, chớp đèn. Và dòng ăn nha các bạn, sau đó rớt tắt. Rồi, mình thử mình kích lại nha các bạn. Rồi lên dòng xong tắt nha các bạn. Đó, led nhá hai cái rồi tắt. Bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành quan sát xem cái men có bị cái vị trí nào đó rỉ sét hoặc là linh kiện nào đó bị rỉ không nha các bạn. Đó, mình sẽ quan sát kiểm tra sơ bộ nha các bạn. Men còn khá bụi nè, mình quét cái men một cái nha. Giống vị trí này nó đang bị rỉ sét này nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đưa lên kính hiển vi cho các bạn xem cái vị trí này nha các bạn. Vị trí này bị rỉ sét à. Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ đưa lên kính hiển vi nha các bạn. Và mình sẽ quan sát xem là cái vị trí nào nha các bạn. Cái vị trí nào nó đây. Cái vị trí này nè, BC4846 nha các bạn. Vị trí này đang bị rỉ sét nha các bạn. Thấy rất là rõ. Bây giờ mình sẽ vệ sinh cái vị trí này nha các bạn. Để mình xem nó như thế nào.
Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cắm điện đi thử nha các bạn. Rồi sau khi mình xử lý cái chỗ bị linh kiện bị rỉ sét nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ cắm nguồn xem cái men có hoạt động không nha các bạn. Đây, đó, vị trí bị rỉ sét này nha các bạn. Đó, vị trí bị rỉ sét đây. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cắm nguồn xem cái men có hoạt động hay không. Rồi các bạn quan sát cái đồng hồ của mình nha. Rồi mình cắm nguồn nha các bạn. Ok, men có hoạt động nha các bạn. Đó, men đã đẩy dòng lên. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn RAM vào. Xem là cái men có dùng bút hay không nha các bạn. Rồi, có dao động nha các bạn. Ok các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn vào màn hình xem cái men này có xuất hình hay không nha các bạn. Rồi bắt đầu mình sẽ gắn vào cáp màn hình nha các bạn. Rồi, mừng quá, cuối cùng đã lên hình nha các bạn. Ok các bạn. Đó, như vậy là nguyên nhân ở cái con này là do bị rỉ sét linh kiện nha các bạn. Sau khi mình xử lý khu vực rỉ sét thì máy đã xuất hình nha các bạn. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.